về coi mắt đi, được cái cuối năm nay cưới liền. Gì vậy mẹ, tự nhiên cưới xin gì đây? Con đến tuổi lấy chồng rồi nói cái gì vậy? Mối này ngon dữ lắm, nghe lời mẹ đi, bỏ uổng. Dạ, mùi ổ hả chú? Mẹ ơi, bây giờ con bận lắm, có gì nói sao nha mẹ. Dạ. Ai gọi em mà mặt em căng dữ vậy? Mẹ em bệnh hả? Người lớn nha, đừng trù. Bệnh đâu mà bệnh. Chứ làm sao? Nói về chuyện lấy chồng. Mẹ em lấy chồng hả? Anh nghĩ sao vậy? Kêu em về lấy chồng. Hả? Sao kỳ vậy? Tự nhiên đang yên, đang lành kêu về lấy chồng. Mẹ em muốn lấy chồng thì lấy đi, còn em đang làm mà. Trời ơi, thời buổi bây giờ rồi. Anh hay quá. Giỏi về dưới quê nói với mẹ em vậy á. Kỳ cục vậy. Bây giờ con cái nó lớn rồi, khi nào nó muốn có chồng thì nó lấy. Còn mẹ muốn lấy thì mẹ lấy. Còn mẹ kêu con đi, con không nghe lời. Không nghe lời á. Thôi, em đang phiền lắm, đừng có bàn nữa. Nói là con có người yêu rồi, con có chồng rồi. Hay quá, người yêu đâu ra? Thôi, anh lo làm việc đi. Em vô em xin chú Mào nghỉ về quê mấy ngày, em giải quyết chuyện này mới được. Thôi không được, em về quê em lấy chồng sao? Thôi lấy chồng gì, con lấy thì lấy luôn, vô luôn. Kỳ vậy, đang yên, đang lành về quê lấy chồng. Anh ơi, lấy em một ổ bánh mì thập cẩm không mớt anh ơi. Anh ơi, lấy em một ổ bánh mì thập cẩm không mớt anh. Thập cẩm gì anh? Không mớt. Anh nhanh giùm em anh ơi. Làm gì lại mệt quá anh. Nhanh em còn đi làm nữa. Đi làm đâu có gấp đâu, người ta lấy chồng kìa mới gấp. Lấy chồng sao mà gấp còn đi làm được, kiếm tiền mà. Lấy lẹ em anh ơi. Anh thất tình hả? Sao anh biết tôi thất tình vậy? Lấy lẹ giùm em anh ơi. Nghĩ người ta đi lấy chồng mà. Vô cái này xong nha. Em về quê em lấy chồng. Lấy chồng? Mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Yeah. Nghe nói lấy chồng sướng lắm nha. Chồng lo hết, mình không phải lo gì. Ăn uống ngủ nghỉ, tới thở chồng cũng thở cho mình. Ghê chưa? Em đừng có nghĩ vậy. Đừng có tưởng là về làm bà hoàng. Nhiều khi về làm như ở đợ vậy đó. Với lại thời buổi bây giờ cũng phải đi làm để kiếm tiền. Em về nhà em mở rồi mấy bữa nó đuổi ra đường à. Má em nói vậy đó. Không nè, anh thấy anh Bình nói đúng đó nha. Lấy chồng á là phải lấy người mình thương. Mà nhiều khi lấy người mình thương á chưa chắc ở đến hết đời nữa. Cho nên không đồng ý chuyện mai mối. Không nè, em thấy anh Phát nói đúng đó nha. Ai mà không có biết như vậy. Ở đây có đôi có cặp rồi nè. Còn em lẻ bóng một mình à. Không ai thương em hết, không ai hết. Có chứ. Ai? Quyến. Anh Phát. Đó, có ở đâu? Có anh nè. Gì vậy ông nội? Dở gì vậy trên nội? Thiệt luôn. Anh mà thương em á, em đi hết bằng đầu. Ghê. Thôi em đừng nói vậy. Lỡ luôn có chuyện nó xảy ra, đi bằng đầu sao đi được. Thôi vô đi. Cái chuyện cưới xin mình tính sau đi, sống lâu mà. Thanh xuân muôn năm. Vô. Cảm ơn đã an ủi. Anh định uống hết luôn hay gì anh Minh? Minh, sao vậy? Trời nóng quá, uống bia cho mát. Thôi đi, anh ăn rồi, anh no rồi. Mấy ngày nay đơn đặt hàng nhiều, chắc mấy đứa cũng mệt lắm phải không? Đâu mệt gì đâu chú. Chuẩn bị nghe, sắp tới còn mệt nhiều hơn nữa đó. Chú nói như vậy là chú vừa mới nhận nhiều đơn đặt hàng mới đúng không? Mối lớn mới đúng không chú? Chú mới vừa làm việc xong với chú Sơn, hợp đồng rồi xong hết rồi đó. Bên chú Sơn còn giới thiệu cho mình thêm 2 công ty du lịch nữa đó. Ôi. Thành thử chuẩn bị sau này tụi con còn cực nhiều hơn nha. Đã nghe chú. Chú, với lại từ hồi mà lúc con theo chú làm bánh mì á, con thấy tiệm của mình gặp nha khó khăn trắc trở quá trời luôn. Nhưng mà đều giải quyết một cách rất là êm đẹp. Và sau mỗi lần giải quyết đó, con rất thấy mình rất là tự tin.
chú đang nghiên cứu nè, mình sẽ mở thêm một cái chuỗi tiệm bánh mì. À, tụi con đó bây giờ là chuẩn bị sẵn đi ngang, sức khỏe đồ này kia cẩn thận rồi học hỏi đồ thêm, sau này á làm nhiều đó. Tiến lên. Ừ. Nãy giờ người ta bàn có nghe gì không mà sao thấy đứng suy tư quá vậy? Có chuyện gì buồn đó nghe coi. Có thiếu nợ nhà ai không? Dạ có nghe chú. Chắc tại con mệt thôi chứ con có thiếu nợ nhà ai đâu. Thiếu nợ của mình chú thôi á. Dạ hả? Cũng mừng cho mày. Chú có hẹn với đối tác. Chút chú phải đi. Ý đứa ở nhà coi tiệm. Có chuyện gì á gọi cho chú nghe. Dạ. Tuân lệnh chú. Dạ để con lấy xe con chở chú đi. Tao kêu xe rồi. Xe để mày đi Vũng Tàu đi. Ha. À. Chú có đặt cơm cho mấy đứa rồi đó. Hồi người ta đem cơm lại lại đó. Nhận giùm chú. Dạ. Cốm gà đàng hoàng đó nghe. Dạ. Cảm ơn chú Mào. Nhớ coi tiệm đàng hoàng. Dạ. Kính anh Minh tôi đi. Bớt ăn lại chút đi cho tôi nhờ. Chú cà khịa con hoài chú. Rồi nãy chú Mào nói rồi đó. Thì bữa nay cho phát lên lên xíu ha. Tin, em đi vô kiểm tra bao bì. Còn anh với anh Minh sẽ kiểm tra nhân và nước sốt. Ok. Hay quá ha. Vậy đi. Thôi mày kiểm tra bao bì đi. Để tao với Tin kiểm tra nước sốt với nhân cho. Thôi. Làm việc chung rồi nói mấy câu xứng xúi giống như bữa hổm nữa sợ lắm bạn ơi. Không, em tự làm một mình. Không làm thì thôi. Anh Minh, từ sáng giờ anh nghĩ tới ai mà em thấy anh hôm nay trên mây không á nha? Điên, nghĩ tới ai đâu? Không qua được nhãn của em đâu. Nè, cái chuyện mà anh tỏ tình với Tinh á là thiệt không hay là chỉ đi ăn ngủ với em nó thôi? Mày nghĩ tao nói thiệt hay nói chơi? Tao từng tuổi này rồi đâu có mảnh tình nhắc dai nào đâu. Tao thương Tinh thiệt lòng mà. Trời ơi, anh thương Tinh thiệt lòng sao nói em sớm? Nói mày thì làm gì được gì? Trời, anh lại coi thường em của anh nữa rồi. Phải anh nói em sớm đi, em sẽ chỉ cho anh vài đường quyền. Khi gặp Tinh á, anh chỉ cần đi đường quyền là Tinh ngã liền. Rồi mày đánh người ta hả, con quỷ? Ý là chiêu thức á, chiêu thức để cô gái đó. Cô gái có đi đường quyền nữa hả? Có. Nếu mà mày chỉ tao đi đường quyền mà cô Tinh ngã liền, tao sẽ cho mày tiền thiệt luôn á. Ok liền. Sao mày không nói sớm, nãy giờ tao gầu muốn chết luôn, thiệt sư luôn. Tại anh không nói sớm á. Ăn mấy ký dưa leo rồi, giờ nặng bụng muốn chết. Đi, đi vô đi, chỉ. Vô chỉ đường quyền liền phải không? Vô đây. Có phải là ông anh xém ruột của tôi không vậy trời? Làm cái gì mà hôm nay đẹp dữ thần vậy trời? Mày bất ngờ lắm phải không? Ừ. Tao còn bất ngờ mà. Hồi nãy tôi đứng chứng kiến tôi tưởng đâu ai không mà. Thôi thôi. Đáng lý ra anh phải là chủ tịch, chú Mào phải là tài xế á. Hèn chi bữa giờ ông dìm hàng ra ngoài mày. Cái đó hơi tự tin rồi nha. Nhưng mà sao? Kỹ lưỡng hết chưa? Nhớ những gì em nói không? Tất cả vì tình yêu. Cố lên nhanh nha. Vô. Ôi, ơi, người ta về rồi. Ngồi xuống đây. Rồi nha. Cố gắng nha. Ráng tạo nét, đừng để bị tét não nha. Cố lên. Người ta về rồi. Nhưng xíu lại cho anh nha. Em đi đây. Em thấy anh có hấp dẫn không? Sao lấy đồ của chú Màu mặc? Cảm như anh không mua nổi bộ đồ vậy. Anh mua cũng được mà. Đồ anh mua hả? Ừ, anh đi dành tiền anh mua nè. Em thấy đẹp không? Mới mốt mua rộng chút nha, lội bụng kìa.
mua đồ đi đi đám cưới hả? Đám cưới ai mặc đồ này? Có mặc đồ này để đi những cái dịp quan trọng, ví dụ như là ra mắt người yêu. Anh đi tỏ tình. Ừ, anh đi tỏ tình. Bé nào xấu số vậy? Ai xấu số đâu, nào cũng nghĩ. Em ngồi xuống đi. Mắc gì em ngồi? Thì em mới đi giao bánh mì về mệt, ngồi xuống đi. Thôi, anh đứng cho. Thôi đứng nói chuyện đi, em không thích ngồi. Anh nói chuyện lâu lắm, ngồi xuống đi. Thôi thôi, nói gì nói đi. Nói gì? Thôi đi tỏ tình gì đi đi. Em thấy anh có phong độ không? Có. Nếu em là em là bạn gái anh, em có rung động không? Có rồi sao? Anh muốn nói với em là... Nói cái gì trời ơi? Nói gì nói nhanh lên đi. Sao nay em đi giao bánh mì về sớm à? Dạ, giao bánh mì xong thì phải đi về chứ, ở đó ăn bánh mì với người ta hả? Anh hai, có gì nữa không? Cái gì vậy, hôm nay làm cái gì mà clap clap giúp vậy? Em thấy bộ đồ có đẹp không? Nãy giờ người ta nói đẹp rồi, bộ ghê rồi sao? Được rồi, đi tỏ tình đi. Đi không được. Hả? Rung. Anh muốn nói... Nói gì? Đói bụng. Anh đói bụng, anh nói em làm gì? Chị ơi, bán ổ bánh mì với à? À dạ, chờ anh chút. Em có chuyện muốn nói với anh nè. Giữ giùm em. Giờ này mà ăn bánh mì. Vui nha. Vui ăn sợ mập hả? Em xong việc chưa? Vụ gì? Anh nói chuyện em xíu. Em Ủa cái mặt anh Minh, anh sao vậy? Mặt anh bị gì vậy? Tại em bị ngủ không được á, anh buồn. Anh không khỏe. Anh không bị hốc hác, bị thâm vậy á. Ồ, rồi hai cái cục này là cái gì? Chắc hồi nãy anh khóc nên còn nước mắt chưa khô. Thôi đi ông. Làm cái gì vậy? Hả? Trời nè, Halloween nó qua rồi nha, mà mình cũng lớn rồi. Tự nhiên làm cái gì mà vẽ lên mặt vậy? Tự nhiên khóc gì đây? Em đừng có giỡn nữa. Anh đâu có giỡn đâu, anh buồn thiệt mà. Nhưng mà anh buồn chuyện gì? Thì khó nói quá. Thôi, em hiểu rồi. Thì cũng khó nói thiệt. Thôi, em thương cảm với anh nhưng mà em cũng không có tiền đâu mà giúp anh. Ủa, nghĩ gì vậy? Anh cho tiền em còn không hết nữa. Mượn tiền em làm gì? Ủa chứ không mượn tiền em mắc gì khó nói, rồi ngủ không được, rồi buồn, rồi khóc, rồi thâm quần được các kiểu. Thì cái chuyện hôm bữa anh nói với em đó. Chuyện hôm bữa là chuyện gì? Ngày nào cũng gặp nhau cho anh mới nói là chuyện hôm bữa là chuyện gì, em có biết gì đâu. Thì bữa anh can đảm anh nói hết rồi thì em phải nhớ chứ, sao bắt anh nói lại nữa. Anh rảnh thiệt á, anh rảnh không? Rảnh đến đây đứng coi quầy. Em không rảnh đâu, tự nhiên cứ bắt nhớ nhớ, không biết nhớ gì hết. Tên cái gì vậy anh Minh? Làm gì lố vậy? Lố gì lố? Mày kêu tao làm gương mặt đáng thương, tao làm còn thấy tội nữa không? Có thêm hai giọt nước mắt mà người ta có thương tao đâu, có tội gì đâu. Ừ, làm cũng vừa vừa, thấy làm lố quá vậy. Sao tính ra
gu của Tinh cũng mặn dữ ha. Bữa hổm đẹp trai sói ca cũng không chịu, bây giờ anh làm mặt đáng thương cỡ như vậy cũng không chịu, vậy sao mới được ta? Mai còn hai câu thơ của mày nữa nè, chưa kịp đọc nữa. Sao không đọc? Chưa kịp đọc em đi vô rồi đọc gì nữa. À, lấy cái đọc, lấy cái đọc đi. Trời đất ơi, nè anh đọc đi, anh đọc đi, đọc cái thơ này lên. Nãy đọc cái này lụm rồi. Tin, em là wifi của anh đó. Nếu anh mất wifi là anh mất mạng. Hay chưa, thấy hay chưa, sao không đọc? Tiếp 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 tiếp. Tin, em là điều hòa của anh. Nếu anh mất điều hòa là anh mất mát. Xuất sắc vậy sao không đọc? Tao còn chế thêm câu nữa nè. Đâu, câu gì nữa? Tin, nếu một mai em chết, anh nguyện làm cái quan tài ôm ấp em. Hên á, hên là không đọc á. Anh đọc câu này xong là xù anh luôn rồi, đúng rồi. Trời ơi, hai câu thơ của em hay vậy, em chịu đọc lên. Tôi còn chế thêm câu thơ tào lao vô nữa. Giờ thôi, tao làm gì? Bây giờ cái tuồng này thua rồi. Từ từ đi, bình tĩnh đi. Để em suy nghĩ cái tuồng khác cho anh. Sẽ phải thành công. Trong con thời gian này...